Emily mến chào tái ngộ quý ông bà, cô chú và quý khán thính giả gần xa đang xem chương trình thời sự Hoa Kỳ do Emily và cộng sự thực hiện. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy niềm vui, bình an và hạnh phúc. Trước khi bắt đầu chương trình, xin quý vị hãy bấm đăng ký để ủng hộ Emily và cộng sự nhé. Xin quý vị hãy cho video này một like và nếu thấy hay hãy chia sẻ nhé. Lời hiệu triệu từ Donald Trump, hết thảy dân Mỹ vây kính phòng bỏ phiếu trước siêu thứ ba khiến Joe Biden chết lặng. Kính thưa quý vị, chỉ còn ít giờ nữa, thời khắc quan trọng nhất trong cuộc đua sơ bộ của hai đảng sẽ đến. Ngay lúc này, cựu tổng thống Donald Trump của chúng ta đã xuất hiện và liên tục kêu gọi cử tri hãy bước ra khỏi nhà, xuống đường và đi tới trung tâm bỏ phiếu để chọn ứng viên của mình. Từ Malago, ông Trump cũng kêu gọi người dân Mỹ hãy xé bỏ những lá phiếu gửi qua thư không trung thực được đảng Dân Chủ áp đặt sử dụng ở Mỹ ngày nay bằng cách tự tay mình sẽ bỏ lá phiếu của chính mình vào máy kiểm đếm. Tổng thống tập trung vào việc hướng tới chiến dịch quét sạch toàn bộ lá phiếu trong ngày siêu thứ ba với một chiến thắng lông trời lỡ đất cho chiến dịch tranh cử của ông. Và điều đó sẽ là bước đệm nhảy vọt cho cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 năm 2024 sắp tới. Donald Trump nói với truyền thông rằng bỏ phiếu qua thư sẽ luôn không trung thực, được chứ. Và thực tiết là chúng ta đang bị đảng Dân Chủ sử dụng nó như một vũ khí hồng triệt hạ đối thủ của họ. Ông chỉ ra hệ thống bỏ phiếu của Pháp, gần đây đã chuyển sang bỏ phiếu bằng giấy một ngày và bỏ phiếu trong cùng ngày. Tổng thống Donald Trump cũng đề cập đến các bang có nhiều cử tri đảng Dân Chủ như California và New York, rằng tại sao tôi lại tự động mất California hoặc New York, Tôi nghĩ tôi sẽ làm tốt ở New York nếu họ chịu đưa cách bỏ phiếu trở về truyền thống, đó là bỏ phiếu trực tiếp. Tổng thống một lần nữa chỉ tay vào các hệ thống bầu cử không trung thực, đồng thời kêu gọi người Mỹ xuất hiện và bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ năm 2024 để gửi tín hiệu cho những gì sắp diễn ra vào tháng 11 năm 2024. Có rất nhiều điều kỳ diệu, tôi nghĩ chúng ta đang trên con đường giành được số lượng phiếu bầu khổng lồ ngày mai hãy ra ngoài để bầu cử. Chúng tôi muốn gửi tín hiệu rằng chúng tôi đang đến, chuyên tàu công lý và ánh sáng sự thật này sắp đến rồi. Tôi nghĩ nó sẽ lập kỷ lục, tôi cũng mong là như vậy. Đây sẽ là ngày quan trọng nhất trong lịch sử đất nước của chúng ta. Tổng thống Donald Trump đã ca ngợi số lượng thăm dò đáng kinh ngạc của ông và sự ủng hộ trên toàn quốc của người Mỹ trên toàn quốc vào tối thứ hai, nhấn mạnh sự cần thiết phải quay lại chính sách nước Mỹ trên hết. Bình luận của Tổng thống được đưa ra trong buổi xem trước đặc biệt vào tối thứ hai của RSPN về siêu thứ ba tại Mar-a-Lago ở Palm Beach, Florida. Ông đã nâng cao số phiếu bầu của mình ở người Mỹ gốc Tây Ban Nha, người Mỹ da đen và phụ nữ. Theo một cuộc thăm dò mới từ Fox News, Trump đang nắm chắc 28% phiếu bầu của người da đen và ông ấy cũng đang làm rất tốt với cự tri gốc Tây Ban Nha, 48% và phụ nữ 43%. Anh ấy giải thích, bạn biết phụ nữ muốn gì không? Họ muốn sự an toàn, họ muốn sự an toàn, họ không muốn xảy ra chiến tranh, họ không muốn con cái họ ra chiến trường. Về chủ đề siêu thứ ba, Trump thể hiện sự tự tin kiên quyết. Ông ấy nói, chúng tôi đã giành được mọi thứ trong vòng sơ cấp với con số kỷ lục. Ngày mai chúng tôi sẽ có thể giành chiến thắng ở mọi bang với số lượng kỷ lục. Điều đó rất quan trọng vì chúng tôi phải gửi tín hiệu. Nếu dự đoán đúng, chúng tôi sẽ giành chiến thắng rất lớn trước đó trong nhận xét của mình ông cũng lưu ý rằng người dân mỹ đang kêu cứu trong bối cảnh cuộc khủng hoảng biên giới mở khủng khiếp và cảnh báo những kẻ khủng bố và những kẻ thô bạo đang định cư vào mỹ và trở thành một mối đe dọa khá lớn chúng ta sẽ có một mức độ tội phạm họ là những chiến binh họ là tội phạm và họ là những kẻ buôn bán ma túy ông tiếp tục kết thúc suy nghĩ của mình về vấn đề vũ khí khóa ông ấy nói chúng tôi sẽ chiến thắng bằng cách này hay cách khác Lần đầu tiên sau 12 năm, tình trạng vô gia cư gia tăng trong cộng đồng cựu chiến binh Hoa Kỳ khi cuộc khủng hoảng nhập cư leo thang. Thưa quý vị, khi chính phủ ở các địa phương tiểu bang và quốc gia tiếp tục chi hàng tỷ đô la cho nhà ở, thực phẩm, quần áo và chăm sóc y tế cho hàng triệu người nhập cư bất hợp pháp thì lần đầu tiên sau 12 năm, tình trạng vô gia cư trong cộng đồng cựu chiến binh Hoa Kỳ đã tăng lên đáng kể. Một báo cáo gần đây từ Bộ Phát triển Nhà ở và Đô thị SUD cho thấy, tỷ lệ vô gia cư ở cựu chiến binh đã tăng 7,4% từ năm 2022 đến năm 2023 và ước tính hàng đêm có hơn 35.000 cựu chiến binh là người vô gia cư. Theo bản báo cáo, trong khoảng thời gian một năm, số cựu chiến binh có thể lâm vào tình trạng vô gia cư tăng gần gấp đôi. Tổng cộng, SUD ước tính gần 13% dân số trưởng thành vô gia cư là cựu chiến binh. Bà Katie Monroe, một cựu chiến binh thủy quân lục chiến Hoa Kỳ và là giám đốc điều hành của Vescom.us, gọi tình huống này là sự phản bội lớn nhất của chính phủ Hoa Kỳ. Bà cũng là một ứng cử viên quốc hội của đảng Cộng hòa ở California những gì họ đang cố gắng làm là đưa càng nhiều người vào Hoa Kỳ càng tốt. Và những gì chúng ta đang nói với các cựu chuyên binh vô gia cư là chúng ta là một quốc gia chẳng hề quan tâm tới họ. Chẳng trách số lượng tuyển quân lại giảm 20%. Theo một báo cáo hồi tháng 11 năm 2023 của Ủy ban An ninh nội địa mà đảng Cộng hòa lãnh đạo, số tiền chi cho người nhập cư bất hợp pháp có thể khiến người Mỹ phải tiêu tốn tới 451 tỷ đô tính đến cuối năm nay. Theo New York City gov trang web chính thức của thành phố New York, chỉ riêng Big Apple, tên gọi khác của thành phố New York, trong năm 2023 đã chi 1,45 tỷ đô để cung cấp thực phẩm, nơi ở tạm và các dịch vụ cho hàng chục ngàn người nhập cư. Một số báo cáo được công bố cho biết trong năm vừa qua. Chicago đã chi 138 triệu đô cho nhà ở, thực phẩm và dịch vụ chăm sóc cho người nhập cư bất hợp pháp. Liên đoàn Cải cách nhập cư Mỹ quốc báo cáo rằng tiểu bang California, nơi có số lượng người nhập cư cao nhất trong năm 2023, hơn 160.000 đã chi 22,8 tỷ đô để chăm sóc cho những người này trong năm 2023. California cũng trở thành tiểu bang đầu tiên cung cấp bảo hiểm y tế cho tất cả người nhập cư bất hợp pháp. Tôi đã xuống biên giới, những chiếc xe buýt dừng lại và những người di cư bất hợp pháp được cung cấp đồ ăn, điện thoại di động và vé phi cơ. Bà Monroe cho biết, Họ đang lấy đi nhà ở và nguồn tài trợ dành cho các cựu chiến binh và người dân Mỹ là nạn nhân. Tổ chức của bà chuyên giúp đỡ để các cựu chiến binh nhận được những gì Bộ cựu chiến binh VA nợ họ và cũng như đang nỗ lực để cung cấp nơi cư trú cho họ và xây dựng năng lực để họ có thể nâng cao chất lượng cuộc sống của mình. Chúng tôi làm bất cứ điều gì có thể để ngăn cản họ không rơi vào kết cục phải ở trên đường phố và Monroe nói, bà và nhóm của mình thường xuyên đến thăm các khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất ở California, trong đó có cả những người ở đáy của xã hội. Ở khu vực San Diego và quận Tenderloin của San Francisco, nơi họ trò chuyện với các cựu chiến binh vô gia cư. Mặc dù mọi người có thể nhận tiền tài trợ và các dịch vụ thông qua VA, nhưng bà Monroe cho biết khả năng họ bị lờ đi đã diễn ra quá thường xuyên họ đang không có quyền tiếp cận một cách nhanh chóng và hiệu quả đặc biệt là vì toàn bộ chương trình vô gia cư của va dựa trên các khoản tài trợ mà va chuyển cho những bên thứ ba những bên và sau đó trao một phần số tiền đó cho các cựu chiến binh Thay lời đội ngũ và ban biên tập xin được chân thành cảm ơn quý ông bà, cô chú và anh chị em đã chọn channel YouTube này để cập nhật những bản tin hàng ngày. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và ủng hộ cùng Emily, đội ngũ ban biên tập luôn luôn nỗ lực cập nhật tin tức để gửi tới quý vị nhanh nhất để không phụ vào sự kỳ vọng của quý khán thính giả. Và quý vị đừng quên ủng hộ chương trình bằng cách bấm like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung hấp dẫn nào từ chúng tôi nhé. Xin hãy cùng chung tay giúp Donald Trump chiến thắng chung cuộc.